nay vui lắm quý vị ơi, vui là được thoải mái, tự do rồi, được lái xe rồi, thấy cuộc đời đã rất là thú vị luôn. Bây giờ là trở lại cuộc sống bình thường thì rất là vui luôn. Cuộc chiến nào cũng có xung kích đúng không quý vị? Nhưng mà trong cuộc chiến này mình được mọi người thương mến mình làm được việc tốt cho xã hội là mình thấy mình xứng đáng. Đúng không quý vị?